Chào các bạn nữa nha. Hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một số xe nữa nha các bạn. Mình cũng sẽ báo giá luôn nha các bạn. Chiếc Sirius đời 2017 nha các bạn. Giá thì 11 triệu nha các bạn. 11 triệu, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết. Xe có bánh mâm thân đĩa đàng hoàng luôn nha các bạn. Chiếc này thì mới chạy chỉ có 4.000 cây thôi nha các bạn. Chỉ có mới có 4.000 cây thôi. Tiếp tục nữa, cũng là một chiếc Sirius nữa, màu vàng. Chiếc này thì 10 triệu nha các bạn. Đời nó 2015, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết luôn. 10 triệu. Bên shop cũng ship hết toàn quốc nha các bạn, nhận xe thanh toán nha. Có nhiều bạn thì mình thấy tìm cái Facebook của shop thì tìm không ra, tại ở trong cái phần mô tả của video bạn thì cái Facebook không còn nữa, cái Facebook đó đã bị lỗi rồi, nói chung là bị ai đó hack mất nên là không có, bây giờ shop cũng không có vào được nữa luôn. Còn cái Facebook mà bây giờ các bạn có thể vào được thì các bạn vào cái phần giới thiệu nha các bạn, giới thiệu kênh đó, chứ không phải là cái phần giới thiệu của cái video. Cái phần giới thiệu của cái kênh nha các bạn. Còn cái phần giới thiệu của video thì không có Facebook, không có để Facebook. Tại vì bữa giờ cũng có mấy cái Facebook mà bị, nói chung là bị người khác người ta hack mất hay là bị cái gì đó mà bây giờ vào không được nữa, là Facebook biểu xác minh, mà bây giờ thì bên shop thì cũng không có vào xác minh nhưng mà vẫn không có được nha các bạn. Nên là bây giờ vào cái Facebook không có được. Nên là các bạn vào phần giới thiệu á thì ở đó có Facebook mới của shop thì để các bạn liên hệ nha các bạn. Bên shop là ship hết hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Các bạn phải lưu ý cái chỗ đó 100% nha. Nếu như mà có ai mà nói các bạn đặt cọc hay gì đó thì chúng ta không có đặt cọc nha các bạn. Đừng có đặt cọc nha các bạn. Không có tiền ai hết. Bên shop là cứ ship miễn phí. Với lại các bạn xem cái video á, không cần phải để lại số điện thoại làm gì. Tại vì các bạn muốn mua xe thì các bạn phải liên hệ qua cho shop á, để shop còn kiểm tra thông tin của các bạn là có mua thiệt hay không, có đúng là người hay không, hay là những gọi là những kế mà đặt hàng xong mà không nhận á, kiểu như vậy. Nên là các bạn chịu khó dùng Facebook thật nha các bạn. Video hôm nay thì nhiều tay ga có, xe số có, xe T-Con có luôn nha các bạn. Còn SH thì bên shop thì cũng nói rất là nhiều lần rồi, từ 30 mấy triệu cho đến 100 triệu. Nên là các bạn muốn mua là cái loại xe gì cũng có hết. Tại vì đây là xe cũ, xe đã sử dụng thì nó đa dạng, chứ không phải như nó là xe mới. Xe cũ nó xe đã sử dụng là nó kiểu như là có xe thì đẹp mà có xe thì xấu, nó rất là đa dạng, với lại nó nhiều loại nữa. Nên giá cả thì nó cũng kiểu như là nó không có tầm trung giá. Có xe rẻ, xe cao, xe max thì tầm trung đủ dạng hết. Nên là cái người dùng là dễ thích hợp, dễ mua xe hơn nha các bạn. Ví dụ như chiếc A-Black đây thì chỉ có 11 triệu thôi, đời 1 đèn nha các bạn. Còn chiếc đây thì đời 2 đèn, đời 2014. Chiếc này thì giá là 17 triệu. 17 triệu nha các bạn. Nếu như xe mới thì cái giá nó sẽ giữ nguyên một cái giá. Còn xe cũ thì nó phải lệ thuộc vào chiếc xe đó nữa, đi nhiều hay đi ít và còn ring hay không nữa. Và đặc biệt là bên shop là nó rẻ hơn ngoài thị trường, tại bên shop là bên thanh lý hàng đầu nên là rẻ. 17 triệu. Rồi tiếp tục nữa nha các bạn. Accenter, chiếc này thì đời nó 2018 nha các bạn. Đời 2018. 2018 mà mới chạy chỉ có 8.000 mấy cây á, chưa tới 9.000. Nên là xe nó còn rất là tốt luôn, nó còn ring hết, chưa có thay thế một cái phụ kiện gì hết nha các bạn. Đầu đuôi đồ vẫn còn ok hết. Chiếc này thì 21 triệu bạn. Accenter 21 triệu. Và mình cũng nói thêm với các bạn thì giá cả thì nó vẫn có thay đổi nha các bạn, chứ không phải giữ nguyên một cái giá báo như thế này nha. Thì có cái đợt thì tùy, cũng tùy theo đợt nha các bạn. Ví dụ như chiếc Ad đây là 2018 luôn nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ shop đang bán rồi, hiện tại bây giờ là 21 triệu đó, 21 triệu nha các bạn. Nếu như mà thì có lúc thì nó cũng tăng lên nha các bạn, và có lúc cũng giảm nha, chứ không phải là lúc nào thì báo 21 triệu thì nó vẫn giữ nguyên 21 triệu đâu nha các bạn. Cái thời điểm 21 triệu thì bây giờ đây là 21 triệu đó. Đến một lúc cái thời điểm nào chẳng hạn như xe lên thì bên shop sẽ cũng lên theo luôn, còn nếu như mà xe xuống thì bên shop cũng sẽ xuống theo. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì rẻ. A-Black 16 triệu nè các bạn, 16 triệu. Thời điểm bây giờ rất là rẻ luôn. Mà đa số thì bên shop thì cũng rẻ hồi giờ hết, chứ cũng phải là nói
chủ yếu bán thanh lý mà, nên là như thế này thôi. Còn nếu mà bán theo lô số lượng lớn bạn thì nó sẽ rẻ hơn nữa nha các bạn, rẻ hơn nữa. Còn đây là bán lẻ thì nó như thế này cũng là rẻ, nhưng mà nó cũng rẻ hơn so với ở ngoài thôi. Tại vì ở ngoài người ta mua vô rồi người ta còn bán ra nữa, nó lại cao. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, nó là cái kinh doanh của người ta, nó là bình thường. Chiếc Nogo nha các bạn, chiếc này thì 6 triệu nha các bạn, 6 triệu Tiga, lâu lâu mới có một chiếc Tiga Nogo. Tại vì bên shop Tiga chủ yếu là của Honda, còn bên Yamaha này bên shop cũng ít lắm. Tại cái dòng xe này nó hao xăng quá nên là bên shop không có thanh lý hết chứ không có băng lý. Còn Honda thì nó tốt nên là bên shop mới bán lý. 22 triệu bạn, một chiếc Vario cực kỳ đẹp luôn. Xe mới chạy chỉ có 4.000 cây thôi nha các bạn. 22 triệu, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết. Hàng chất lượng, chính hãng. Cái thời điểm bây giờ thì mua xe nói chung là cũng rất là tốt, rất là thích hợp luôn. Tại vì có thể mua xong rồi đi chơi Tết luôn đó, nên là thời điểm này gọi là rất là hoàn hảo để mua xe, nên là shop cũng nhiệt tình. Còn đây là một chiếc Vision nha các bạn, Vision. Xe này thì tốt, xe này thì 16 triệu nha các bạn. Đó, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết, Vision nó nằm khoảng giá đấy. Vision là rất là dễ bán luôn. Nó nhỏ, nó gọn, với lại nó cũng tốt chất lượng, nên là cái dòng Vision thì rất là dễ bán. Jupiter nha các bạn. Dòng này thì lâu rồi nha các bạn, dòng này thì lâu rồi, chiếc này thì giá là 7 triệu rưỡi nha các bạn. Nó không có thiên địa nha, bánh tanh, thẳng đầm. Các bạn nhìn cho rõ nha các bạn, để nhiều khi tới chừng ship xe thì các bạn nói không đúng xe nữa. Rồi tiếp tục nữa các bạn, các bạn nhớ chia sẻ video về để bạn bè hay là người thân ai có nhu cầu mua xe thì liên hệ qua shop nha các bạn. Bên shop này ship hoàn toàn miễn phí hết, các bạn nhận xe rồi kiểm tra xe rồi thanh toán, không có cọc nha các bạn. Bên shop chỉ xài đúng một cái Facebook thôi nha các bạn, ở phần giới thiệu kênh thôi nha, không có xài một cái Facebook nào khác nữa hết nha các bạn. Đúng duy nhất chỉ có một cái Facebook thôi để cho tư vấn cho các bạn. Chiếc này thì 19 triệu nha các bạn, 19 triệu 150, khá là hoàn hảo luôn, quá là đẹp. Mấy cái chiếc mà màu trắng đỏ như thế này thì thanh niên rất là thích luôn. Rồi có một chiếc SH. Xe này thì 51 triệu nha các bạn, 51 triệu. SH thì bên shop rất là đa dạng, từ 35 triệu cho đến 100 triệu. Đó. Nhưng mà cái dòng này nó là thuộc dòng cao cấp, nên là bên shop cũng ít quảng cáo, tại vì là ít có người mua lắm nha các bạn. Trường hợp có người hỏi thì mới mua ấy thôi, chứ còn ít, cái dòng này nó cao tiền nên là ít có người hỏi lắm. Chủ yếu là bán, đa số là mấy cái dòng quay với The Dream rồi mấy cái dòng rẻ tiền thì nhiều người mua thôi, chứ còn thấy mấy cái dòng xe mà Tiga trở lên này cũng ít người mua. Tại vì không hiểu tại sao nữa, là xe đây thì cũng chất lượng hết. Rồi thôi, shop cũng rất mong các bạn chia sẻ video để cho shop bán được xe quá nha các bạn. Rồi shop cũng cảm ơn các bạn luôn nha.